Thưa quý vị, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và thăm chính thức cấp nhà nước tới Cuba. Tại Liên hợp quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đem tới những thông điệp lớn quan trọng, ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc đối với hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương quan trọng với lãnh đạo chính quyền Hoa Kỳ, tham dự và phát biểu tại sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ và một năm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, cũng như các cuộc tiếp xúc làm việc với sự tham gia của các quan chức, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả hàng đầu của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 9 tại Hà Nội, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2024, và vinh danh các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, phát huy truyền thống tốt đẹp của quân và dân thủ đô Hà Nội. 70 năm qua, giải phóng thủ đô luôn là mốc son lịch sử anh hùng trong lòng người dân thủ đô Hà Nội cũng như nhân dân cả nước. Hòa trong không khí đó, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua Cựu Thanh niên Xung phong thủ đô hành trình làm theo lời Bác, với trọng điểm là xây dựng và sửa chữa 70 căn nhà tình nghĩa. Số tiền quyên góp xây dựng lên đến hàng tỷ đồng đến từ các tổ chức, doanh nghiệp. Nhân dịp này, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội đã vinh danh các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của quân và dân Hà Nội. Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội góp ý về phương án nghỉ Tết Ất Tỵ, nghỉ lễ Quốc khánh và nghỉ lễ 30 tháng 4 trong năm 2025. Văn bản của Bộ Nội vụ thống nhất với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khi đồng ý phương án cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày dịp Tết Nguyên đán 2025, từ ngày 25 tháng 1 đến hết ngày 2 tháng 2 năm 2025, tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Với nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025, Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày từ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2025. Trong khi đó, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 4 tháng 5 năm 2025. Thưa quý vị, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa công bố mở bán vé tàu Tết sớm hơn mọi năm. Kế hoạch chạy tàu Tết bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2025, tức ngày 16 tháng Chạp năm Giáp Thìn, đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2025, tức ngày 19 tháng Giêng Tết Ất Tỵ. Trong thời gian này, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thường xuyên 7 đôi tàu khách thống nhất giữa ga Hà Nội, ga Sài Gòn và 13 đôi tàu khách khu đoạn. Bắt đầu từ 8 giờ ngày 6 tháng 10, vé sẽ được mở bán rộng rãi tại tất cả các kênh bán vé như website của ngành đường sắt, các ứng dụng ví điện tử, ứng dụng bán vé tàu trên thiết bị di động hoặc tại các nhà ga, các điểm bán vé. Để nâng cao chất lượng phục vụ cho khách đi tàu, ngành đường sắt sẽ không bán ghế phụ hoặc ghế chuyển đổi trên các chuyến tàu trong đợt vận tải Tết năm nay. Ngành đường sắt cũng khuyến cáo hành khách không mua vé qua các đối tượng mạo danh nhân viên đường sắt, trung gian, cò mồi, chợ đen để tránh tình trạng mua phải vé giả không có giá trị đi tàu. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai kế hoạch chuyển đổi số quốc gia năm 2024 với chủ đề Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Ngày 20 tháng 9, Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo đổi mới quy trình nghiệp vụ và hệ thống thông tin ngành tài chính trong kỷ nguyên số. Ngành tài chính đang tiên phong chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi số hướng tới năm 2030, phấn đấu thiết lập hệ thống tài chính số hóa hoàn toàn và nền tài chính thông minh. Ngành tài chính đã từng bước chuyển đổi số với nhiều ứng dụng hiệu quả như hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng kho bãi, kho dữ liệu ngân sách nhà nước, quản lý kiểm soát chi đầu tư qua kho bạc nhà nước. Các khách mời đã đề xuất ứng dụng công nghệ mới, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, internet kết nối vạn vật vào các lĩnh vực hoạt động quản lý và chỉ đạo điều hành của ngành tài chính.
đồng thời trao đổi các giải pháp nhằm hướng đến nền tài chính số hoạt động an toàn, bảo đảm an ninh, ổn định, thông suốt, có mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số nhằm nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ có chất lượng ngày càng cao hơn. Ngày 20 tháng 9, hưởng ứng Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai năm 2024 sắp diễn ra, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc tại Hà Nội đã chào đón các thủ lĩnh thanh niên và các bạn trẻ có tầm ảnh hưởng tham dự sự kiện, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của thanh niên trong quá trình số hóa và đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam. Quá trình số hóa đang thay đổi thế giới của chúng ta, đem đến những cơ hội và thách thức chưa từng có tiền lệ đối với việc thúc đẩy phát triển bền vững. Các công nghệ số như thiết bị và dịch vụ di động, trí tuệ nhân tạo đóng vai trò quan trọng để có thể đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Khi thời hạn năm 2030 đặt ra cho các mục tiêu phát triển bền vững đang đến gần, việc phát huy vai trò của thanh niên trong đổi mới sáng tạo kỹ thuật số để giải quyết các vấn đề toàn cầu là vô cùng cần thiết. Phát biểu khai mạc, Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Timizis khẳng định, trong bối cảnh Việt Nam đang ở giữa quá trình chuyển đổi số nhanh chóng với những tác động kinh tế, xã hội đáng kể, việc thu hút thanh niên tham gia các cuộc thảo luận về chính sách và thực hành số hóa là vô cùng quan trọng. Đồng thời, cần giải quyết những bất bình đẳng và hạn chế trong khả năng truy cập Internet và kỹ năng sử dụng công nghệ số để đảm bảo quá trình số hóa toàn diện diễn ra với tất cả mọi người nhằm hướng tới phát triển bền vững. Lễ hội Bia Đức và giao lưu văn hóa ẩm thực sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 49 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức 23 tháng 9 năm 1975, 23 tháng 9 năm 2024. Lễ hội nằm trong khuôn khổ kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2024, được kỳ vọng sẽ mang tới nhiều trải nghiệm độc đáo cho người dân và du khách. Chương trình lễ hội năm nay sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, hấp dẫn, với điểm nhấn là chương trình giao lưu ca nhạc quốc tế, cuộc thi trình diễn trang phục truyền thống Đức, các cuộc thi về bia và văn hóa. Lễ hội sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa giữa nhân dân Việt Nam và Đức nói chung, giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng và nhân dân Đức nói riêng. Lễ hội dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày là 27 và 28 tháng 9 năm 2024. Chiều ngày 20 tháng 9, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các tổ chức chính trị xã hội thành phố tổ chức lễ xuất quân thực hiện công trình của các cơ quan thông tin đại chúng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng các tổ chức như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân thành phố phối hợp cùng các cơ quan truyền thông của thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký thực hiện các công trình như hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa các công trình dân sinh, trường học, nhà bán trú cho học sinh, tặng học bổng và vật dụng thiết yếu giúp học sinh trở lại học tập, hỗ trợ sinh kế giúp người dân khắc phục hậu quả bằng cây giống, con giống và trang thiết bị mưu sinh. Đây là hoạt động có ý nghĩa phát triển cộng đồng, hướng đến sự trợ giúp bền vững để khắc phục những công trình, giúp cho người dân sớm ổn định cuộc sống và đưa trẻ em sớm trở lại trường lớp, đảm bảo được điều kiện học tập cho năm học mới. Với mong muốn tìm ra những giải pháp giải quyết các tồn tại, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cản trở tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp, ngày 20 tháng 9, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị Phát triển bền vững khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian qua, việc triển khai các khu công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc còn gặp một số khó khăn vướng mắc liên quan đến thực thi pháp luật, liên quan đến khu công nghiệp, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung đẩy mạnh việc chuyển đổi mô hình từ các khu công nghiệp truyền thống sang phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái công nghệ cao. Tỉnh Vĩnh Phúc cần lấy khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo làm trụ cột cho phát triển trong tương lai, trong đó chuyển hướng sang chủ động kiến tạo, tạo môi trường cho các doanh nghiệp công nghệ startup được hình thành và phát triển kinh tế phải đi liền với phát triển hạ tầng xã hội, bảo đảm bền vững về môi trường, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, thực thi hiệu quả thủ tục một cửa, kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư tại các khu công nghiệp. Chiều ngày 20 tháng 9, Sở Nội vụ Hà Nam tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ trên địa bàn tỉnh.
Các ý kiến thảo luận tại tọa đàm đã tập trung vào việc đánh giá kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế và kinh nghiệm thực tiễn của địa phương trong việc triển khai thực hiện mô hình. Trong đó có nhiều địa phương trong quá trình thực hiện đã có cách làm hay, sáng tạo, qua đó đã góp phần giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền. Để mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ trên địa bàn tỉnh đi vào thực chất, hiệu quả và lâu dài, trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì mô hình, cách làm sáng tạo trong việc thành lập các tổ hướng dẫn làm thủ tục hành chính cho người dân, quan tâm và hỗ trợ các đối tượng yếu thế thực hiện thủ tục hành chính tại nhà, phấn đấu giải quyết 100% thủ tục hành chính trước và đúng thời hạn, không có thủ tục hành chính nào của người dân tổ chức bị giải quyết quá thời hạn. Theo bài viết trên báo Nhân dân, bão lũ ở các địa phương phía Bắc vừa qua khiến cho ngành nông nghiệp nước ta thiệt hại rất lớn, trong đó riêng lĩnh vực trồng trọt hơn 4.000 tỷ đồng. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương cũng như bà con nông dân đang nỗ lực khôi phục sản xuất. Nhiều giải pháp được đưa ra nhưng tiêu thoát nước ở những nơi diện tích bị ngập, bảo đảm lượng giống để khôi phục sản xuất, ưu tiên gieo trồng những loại cây rau ăn lá ngắn ngày đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Theo thông tin trên báo Lao động, đơn hàng dồi dào dịp cuối năm dẫn đến nhu cầu tuyển dụng lao động của một số công ty doanh nghiệp tại khu vực miền Tây tăng cao. Tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và các tỉnh, thành phố lân cận vào ngày 19 tháng 9, thành phố Cần Thơ có 36 doanh nghiệp đã tham gia tuyển dụng với 4.283 vị trí việc làm. Các ngành nghề đang cần tuyển lao động tại phiên đa dạng và phong phú như là công nhân nhà máy, nhân viên các lĩnh vực về an toàn sức khỏe, nhân viên IT, nhân viên văn phòng, nhân viên nhân sự và lao động phổ thông. Theo ghi nhận trên báo Đại Đoàn Kết, ba bộ luật sửa đổi liên quan đến bất động sản đang được đón nhận tích cực bởi người mua, môi giới, sàn giao dịch và chủ đầu tư bất động sản. Thị trường bất động sản dự kiến sẽ tăng tính minh bạch nhờ những thay đổi về luật. Một số ý kiến chuyên gia cho rằng đánh thuế bất động sản hiệu quả và minh bạch hướng tới những đối tượng tích lũy, đầu cơ thay vì những đối tượng mua bất động sản phục vụ mục đích sinh sống hay tổ chức sản xuất kinh doanh sẽ vừa giúp tăng nguồn thu ngân sách, vừa giúp cho điều tiết thị trường bất động sản. Ngày 20 tháng 9, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận lũ trên sông Danh tiếp tục dâng cao, khoảng 1.000 nhà dân tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình bị ngập sâu. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Hóa cho biết xã Tân Hóa, huyện Tuyên Hóa là rốn lũ. Trong nhiều năm qua, nhân dân đầu tư nhà phao, 60 triệu đồng một nhà phao và nhiều tổ chức đoàn thể tài trợ nên xã đã có hơn 400 nhà phao. Từ đó, mỗi khi mưa lũ là người dân di rời đồ đạc lên nhà phao đã giảm thiểu thiệt hại. Năm nay, lũ về trong đêm, mọi người ai nấy đã lên nhà phao từ sớm nên không có ai kêu cứu. Đó là hướng sống chung với lũ của người dân nơi đây. Sau khi bão Yagi, bão số 3 đổ bộ, các tỉnh miền Bắc ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng cả về con người và kinh tế. Bài viết trên báo Tuổi Trẻ cho rằng thiên tai là điều không thể dự đoán trước, nhưng khả năng phục hồi sau thảm họa có thể được chuẩn bị trước. Theo báo cáo của các doanh nghiệp trong ngành chuỗi cung ứng và logistics bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 82,4% doanh nghiệp đối mặt với các ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc là vừa phải. Cùng với đó, khoảng 20-30% trong tổng số doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết đường xá hư hại làm gián đoạn logistics và vận tải. Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp còn ghi nhận thiệt hại ở nhiều hoạt động khác, cụ thể là khoảng 50-60% nhà máy của các doanh nghiệp tham gia khảo sát bị ngập lụt nghiêm trọng, cùng với đó là khoảng 30-40% cơ sở hạ tầng công nghiệp bị hư hại mái. Cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề cho người dân, doanh nghiệp nhằm khắc phục hậu quả bão lũ. Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI đề xuất chi quỹ phòng chống thiên tai để cứu trợ người dân, doanh nghiệp thay vì để tồn kho như hiện nay. Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến hiện nay, quỹ phòng chống thiên tai còn kết dư hơn 2.000 tỷ đồng. Theo quy định, quỹ phòng chống thiên tai được chi trong những trường hợp cấp bách. Các địa phương có thể chi mua vật tư, dụng cụ để phòng chống thiên tai, chi để khắc phục thiệt hại cho người dân. Hiện tại, các trường hợp chi từ quỹ đã được quy định rõ, địa phương căn cứ vào đó để chi cho công tác phòng chống khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.